Xin chào anh chị và cô chú đến với kênh Khám Phá Vùng Quê. Bữa nay là cận cỡ 4-5 giờ chiều rồi mọi người à. Thì em có chuyến đi công việc nên em rảnh buổi chiều đi quay cho mát mẻ nha mọi người. Đi quay nông thôn cho mọi người xem. Thì ở đây là xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Đường thì đường Bình Khánh nha, Bình Quế cũ. Bây giờ mình sẽ chạy vào đây. Đó, chạy qua đây mình tham quan. Đường này có đi tới đâu nha mọi người. Bốn giờ rưỡi chiều rồi. Ruộng đẹp quá đẹp luôn, mặt tiền ha. Cả 100 mét luôn mọi người. Ruộng này giờ tiền không, bạc tỷ á. Công công ở đây chắc cũng cỡ 1 tỷ mấy, 2 tỷ công mọi người. Quá trời ruộng đẹp luôn. Hồi chim kìa, chim nó bay xuống ăn mấy cái hạt giống á mọi người. Bay xuống ăn lúa. Ồ quá trời luôn. Bởi vậy mới xạ người ta ngồi người ta canh mấy con chim người ta đuổi nó đi. Bây giờ mình đi tới đâu nè, mình quẹo qua đâu nè. Vô thẳng là vô đường cùng mọi người, giờ mình quẹo qua đây. Ồ đây có xe ô tô này, quán nước nữa mọi người. Tiệm bắn cá đâu đó. Tiệm bắn cá rồi chơi đua ngựa đồ đủ thứ ha. Quá dữ luôn. Đây thanh long bự hết rồi nè, chưa chín. Bây giờ mình chạy thẳng nha, chạy thẳng. Trong kia có nhà gì ta? Nhà gì kiểu ngộ dữ. Nhà đạo chúa ha. Đường đi vô quá đẹp luôn nè. Đường bề ngang 4 mét rộng rãi. Xe hơi chạy vô thoải mái luôn. À, bây giờ tới đây mình quẹo nè. Rồi mình chạy thẳng thì đi tới đâu. Mình quẹo ra cũng được mọi người. Đường năm núi bảy sự ha. Rồi tên nghe ngộ quá ha. Đường quẹo ra cũng được ha. Quẹo ra nè. Quẹo ra thì ra đường huyện lộ 14. Còn mình chạy thẳng. Chạy thẳng cũng về quận lộ 14 luôn. Chạy thẳng thì quẹo ha. Mình chạy thẳng đi. Tại vì bây giờ mình cũng rối rồi. Chạy ra ra quận lộ 14 nè. Mình chạy thẳng thì chạy ngược lên trên kia xa quá. Thôi mình chạy ra hướng này mọi người. Đường liên xã Thành Công Bình Phú. À, buổi chiều rồi mát rồi mọi người, chắc em phải lọt cái mắt kính đen ra quá. Đây, chiều rồi nhìn cảnh nó mới đẹp, để cái mắt kính đen vô nhìn nó không có đẹp. À. Bây giờ tha hồ ngắm cảnh nha. Về quê mọi người sống thoải mái. Đi quán nhậu hết à. Quán nhậu mọi người. Về quê sống thoải mái lắm. Lúc trước em đi làm ở trên thành phố á. Đi làm mỗi ngày đi làm áp lực nhiều lắm. Bây giờ về quê khỏe lắm mọi người. Tuy tiền ít chút xíu mà về quê khỏe lắm, muốn làm muốn nghỉ nghỉ. Thích thì đi làm, không thích thì ở nhà nằm chơi. Thì có nhà cửa rồi đâu cần phải thuê mướn chỗ ở đâu. À, về
Về mệt thì nằm ngủ, còn không mệt thì đi xách xe đi dạo vòng vòng chơi sướng. Như bây giờ em xách xe em dạo vòng vòng đi chơi nè, vừa đi công việc vừa đi chơi luôn, thì vừa chia sẻ cho mọi người nữa. Cuộc sống dưới quê coi vậy nó cũng nhàn nhã lắm mọi người. Rảnh thì đi chơi xa chút, còn nếu mà công việc mình mệt thì mình đi chơi gần gần chút. Chiều 5-6 giờ, 4-5 giờ thì mình xách xe mình chạy mình đi ngắm cảnh. À, cuộc sống vậy cũng sướng. Còn đi làm ở trên thành phố đó, sáng là phải đi làm cho tới 10 giờ đêm mới đi về tới nhà. Về tới nhà rồi lớp thì chủ gọi điện, lúc mình về tới nhà rồi nha. Mình về tới nhà rồi người ta xong công việc rồi người ta còn gọi điện, người ta dặn này dặn kia đó, nhiều khi áp lực dữ lắm. Đi làm mướn thì công việc nhàn nhã đỡ, công việc mà quan trọng vô nó nặng đầu dữ lắm. Rồi đây dòng kênh nè, quá mát luôn. Đây bên đây có cây táo trái bự quá. Giống như mình đi làm lính, cái công việc không quan trọng á mọi người, thì cái đầu mình nó đỡ áp lực nha. Còn như mình đi làm thuê mà công việc nó quan trọng chút á, mình nằm ở cái vị trí quan trọng á, bao nhiêu công việc nó áp lực nó đè lên người mình, nó tối về mình ngủ không được luôn mọi người. Thời gian em đi làm chảnh á, nhiều khi muốn stress, mình suy nghĩ nhiều quá, nhiều khi mình mệt mỏi trong người lắm, suy nhược thần kinh luôn. Bây giờ từ lúc về quê tới giờ cái đầu em nó khỏe lắm. Về quê làm có nhiêu ăn nhiêu ha, thoải mái. Chiều chiều chở vợ con gia đình đồ đi hóng mát đồ, đi ra công viên đồ dạo đồ chơi. Ô, đường này căng như ta, đường này sao qua ta, đường này qua không được hả? Chết rồi chết rồi, không lẽ đi vòng lại đường kia ta. Thôi xong luôn rồi, đang làm cầu mọi người ơi, không qua được. Chúng xe chuẩn bị hết xăng nữa. Còn đường nào qua không ta? Đường này qua được không mọi người? Trời ơi, chết luôn, chạy con đường xa dữ lắm. Giờ chắc mình phải chạy ra đường 10 kia mọi người. Nãy đi không có đổ xăng, mình nghĩ là mình đi con đường nó cũng lẹ thôi nhưng không đổ xăng. Mà chắc cũng không đến nổi hết xăng đâu. Đây về dưới chắc cũng cỡ 8-9 cây số nữa, chắc không hết xăng nổi. Cầu nè, mình giờ mình quẹo lên đây, mình quẹo qua quá. Ở đây mọi người, đường cặp kênh 8-11. Ở dưới đây là cái tên đường đó, giống như người ta đặt tên theo cái kênh rồi, số 8, số 10, số 11, số 9 rồi nha mọi người. Bây giờ chạy đường này là không biết có thông không nữa nè. Em nghĩ đường này thì chắc chắn thông rồi đó, nhưng mà không biết thông đi tới đâu, chắc phải coi cái định vị lại cái mới được. Vừa chạy vừa coi luôn cho chắc.
đường tôi đang đi đâu vậy ta? Đang băng ra mọi người. Đường này không có trên Google Map luôn á. Đang chạy nãy không? À, nắng buổi chiều nè. Người ta trồng lúa rồi xong người ta sang canh trồng dưa nữa vậy ta? Thấy có lúa nè. Dưa hấu. Trời ơi, đừng nói vô đây đường cùng nha. Đường cùng cái chết mình luôn á. Đường này ra được không ta? Ra được, chạy qua thử coi. Để hỏi thăm nè. Có người chạy tới à. Mình hỏi thăm người ta đường này ra được không. Cái đường này ra được thì khỏe ha. Hỏi hỏi thăm em bé này nè. Đây nhà mới cất đẹp quá ha. Bé ơi cho anh hỏi cái đường này ra đường lớn được không? Cái đường này chạy ra đường nhựa lớn được không? Không hả? Được hả cô? Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Em cảm ơn chị. Dạ. Đợi chiếc xe kêu qua mọi người. Xe kia đang chạy. Chú đi ruộng buổi chiều vác cây cần. Đây bơm nước mọi người. Đường này thì chạy được chiếc xe, chạy hai chiếc né qua lạng quạng té ruộng. Phải hỏi thăm cái người chị kia, chị nói chạy ra đường lừa được. Nãy đi đường kia là vô trong kia người ta đang làm cái cầu rồi. Đường vòng quá vòng, đường này đường mé ruộng á. Quá trời con đường luôn. Trời ơi. Chạy đường này ra được không nè. Chạy theo ông chú kia coi. Chú kia chạy đường này ra nè. Đường đền mọi người. Ở đây có một cái miếu. À, cái miếu cô đơn trong đây ha. Trong đây bà con phân lô bán nền nè mọi người. Khu này bán nền nè. Cái miếu ở trong đây, chuồng sâu trong đây chắc ít ai biết cái miếu.
Ồ, tới đường lớn rồi nè. Trời ơi, đã tới đây mừng quá trời mừng luôn. Bây giờ mình bắt đầu mình chạy về thành phố Gò Công. Đây là đường quyện lộ 14 mọi người. Cô đi làm đồng về. Ở đây ở ngoài đường nhựa ở đây thì người ta buôn bán, nhưng mà sau cái đường nhựa này á là người ta làm đồng làm ruộng về phía sau không nha mọi người. Phía sau người ta chăn nuôi rồi làm đồng làm ruộng qua màu rồi trồng nhiều lắm. Mặt tiền thì người ta để dành buôn bán. Cái hướng thẳng này á thì mình tới cầu Bình Xuân cũng được nè, thì về thành phố Gò Công đi nhiều nơi đó, về thành phố Hồ Chí Minh cũng được mọi người. Bán buổi chiều bán cháo vịt đồ gỏi vịt đồ nhìn ngon quá ha, cuốn bò Huế nữa nè. Đại lý internet rồi mọi người. Đó. Thì tới đây video cũng dài rồi. Em sẽ kết thúc video tại chỗ này nha. Hẹn gặp anh chị là gặp lại những cái video tiếp theo nha. Xin chào.